Đúng mọi người, chúc năm đỗ buổi chiều vẻ. Thế còn mà mình lên mình cứ ngây ngây, mình cứ đi cà kệ hết người lọ người kia, người ta ghét mình ấy. Cảm ơn Vola nhé. Anh cảm ơn Piola nhá. Anh chúc em và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cái điên ngày xưa ấy mọi người, cuộc đời khổ lắm. Suốt ngày đi bụi bờ, lao đầu cuộc chơi để rồi đánh mất mình. Đánh mất mình suốt 25-3 tháng. Cuộc đời cái điên ngu dại đã mở mặt ra vì doi đời nó bụt quá mặt quá nhiều rồi. Nên chỉ mong rằng những người anh em, chủ yếu là các cháu, đừng có sa chân vào con đường phạm tội để rồi đánh mất mình, rồi lúc vào trong nhà tù hối không kịp. Tất cả những lời hối lỗi là chỉ có trong nhà tù. Nên là mình đang trân trọng cuộc sống, hãy giữ nó, hãy giữ nó, giữ nó, giữ nó để được làm gì, được dính giây phút bên gia đình hạnh phúc êm. Có là thằng gấu xã hội này hay là có là thằng vua trong nhà tù thì cũng không bao giờ mà bằng một người hành khất ngoài xã hội. Ngày khất ngoài xã hội, ngày thích ăn là ngủ, ngày thích ăn ăn, thích ngủ là ngủ, thích đi là đi. Nhưng vào trong tù ấy có mà là ông vua con thấy nhá, chạy đưa cơm thì phải đến tuổi mà ăn, đi lanh quanh trong buồng giam thôi, đi lệch khu ấy ăn đòn thấy nhá, trực trại là vụt cho cẩn thận luôn, nói thẳng luôn. Nên là người ta bảo rồi, ngoan là có cuộc sống. Bố láo ăn cắp, ba trợn ba chạo ra ngoài đường cứ trợn mắt méo mồm quay thường những người khác là chết. Mình phải biết khiêm nhường, ra xã hội mình tôn trọng người ta thì người ta sẽ tôn trọng mình. Chứ đừng có mang bất cứ một cái hình ảnh chúng mày ra đấy nhá, đầu gấu đầu mèo, xăm trổ, hổ báo cáo trồn, dọa ma dọa khỉ là mệt đấy. Rồi đời nó vụt cho rồi là đi vào là đi vào viện đó, đi vào viện nằm đó thấy nhá, là đi vào viện đó. Mà cuộc chơi thì nói thẳng luôn anh em này, chỉ có thua chứ đéo giờ có được. Anh em hiểu chưa? Chỉ có thua đéo giờ có được. Vì bạn thắng tôi thì bạn cũng đi tù. Bạn thua tôi thì bạn đi du lịch tốt. Anh cảm ơn Đỗ Thủy chứ. Cảm ơn em. Chúc em buổi chiều vui vẻ. Thấy chưa? Đúng không anh em? Thế thì chỉ có thua thôi chứ không bao giờ có được cả. Đã là mặt trái xã hội chả có đéo gì trường tồn cả. Thấy chưa? Chỉ có những con người lương thiện. Đó, như Tế Điên này, ngu mãi rồi, bây giờ khôn ra, mở mắt ra. Anh cảm ơn Đỗ Thủy nhá. Đó, bây giờ đây này, ngồi bán nước chè này. Đấy, quán mình đây. Đấy, phục vụ bà con kiếm tiền, thấy nhá. Đấy, những đồng tiền lương thiện. Anh em nhá, cả bên kia đây kìa. Đấy. Kiếm đồng tiền lương thiện, ít một tí. Ăn nó ngon, ngủ nó sâu giấc, đêm không phải giật thột. Chứ đi đòi lợ thuê, đi ăn trộm, ăn cướp rồi đi làm đủ trò xã hội này, ăn nó không ngon đâu. Ăn là đêm nằm là giật mình đấy. Thấy chưa? Rồi sớm muộn rồi ông quân triều đình nó bế đi, anh em hiểu chưa? Nên là đừng để cho bọn quân triều đình nó bế mình đi rồi vào trong đó rồi ăn ăn hối lỗi, thấy chưa? Rồi đêm rồi lại chổng đít, thấy chưa? Chổng đít lại viết thư xin ăn, mệt lắm anh em ạ. Không phải mặc áo đâu, hình ảnh nó tính chất minh họa thôi. Mình nói thật sự là cái quá khứ của mình thì mình trong tù buồn mình xăm thôi. Nó nóng lắm, lắm định bây giờ nó 40 độ, 39-40 độ, nóng lắm không chịu được, cởi mẹ ra. Thấy chưa? Sao mình cứ phải vậy? Thấy chưa? Thì Tế Điên ở trên trang mạng vậy thôi, đéo bao giờ nghĩ mình là idol đâu, không có nghĩ idol đâu. Chỉ cảm ơn những mọi người yêu quý dành cho mình trái tim hay là dành tình cảm cho mình là mình trân quý. Chứ con người mình không bao giờ mình dám nghĩ mình là idol một cái gì cả. Đó, nói thật. Đó, ngày hôm nay mỗi buổi live stream hay là những video của Tế Điên trên cộng đồng mạng, đó là mọi người, anh em, chị em, bạn bè, các cháu thầy cảm cho Tế Điên. Tế Điên cảm ơn tất cả những người mà yêu thương mình, dành cho mình thế thôi. Chứ còn với Tế Điên thì cũng như các bạn, mình chỉ chia sẻ những cái mặt trái của xã hội này và những cái 5 tháng tù tội để cho các cháu rút kinh nghiệm của chơi, đừng có sa chân, đừng có được phạm tội thôi mọi người ạ. Chứ còn mình không phải là cái gì hết đâu. Ok, anh cảm ơn Fona nhé. Anh cảm ơn Piola nhé. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh Tế Điên Nam Định. Chào anh Sự nhé. Chào cậu.